Xin chào các thính giả. Đây là video nằm trong chuỗi video tâm sự về chuyện nghề, chuyện tài chính của kênh. Nếu anh chị và các bạn có tâm sự hay thắc mắc nào về câu chuyện nghề nghiệp hay các vấn đề tài chính cá nhân, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi trong đường link dưới phần mô tả. Và tôi là Thu Uyên, người sẽ đồng hành cùng anh chị trong video ngày hôm nay. Ngày viết 15 tháng 9, 2022, Hoài Anh 7 tuổi. Ngày nhận 15 tháng 9, 2037, Hoài Anh 22 tuổi. Khác với 6 lá thư của 6 năm trước, lá thư đặc biệt này bố sẽ chia sẻ với con hai phương pháp giúp bố đạt được mục tiêu tài chính và dành được nhiều thời gian bên cạnh gia đình mình. Đầu tiên là bố đã tiết kiệm thế nào? Chắc hẳn nhiều lần con tự hỏi, sao mình chỉ được học trường công lập, cái nhà mình bé và chật chội vậy? Hay là nhà mình đi xe tàu hả bố? Con gái à, trước khi bố trả lời con, bố sẽ chia sẻ câu chuyện của chú Minh bạn bố nha. Chắc con vẫn nhớ chú nhỉ? Chú Minh là thần tượng học đại học của bố. Chú ấy rất giỏi và cực kỳ thông minh. Năm 2011, chú ấy tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin loại giỏi và nhanh chóng làm thuê cho công ty Nhật Bản với mức lương bố ao ước. Cách đây 2 năm, chú ấy vui mừng báo đã mua được căn hộ ở Royal City. Và điều làm bố thật sự sốc khi biết là gia đình chú ấy phải trả gần 26 triệu đồng mỗi tháng trong vòng 15 năm con à. Có lẽ khi con đọc được bức thư này, chú ấy đã trả hết nợ căn nhà đó và đang tìm kiếm một căn nhà rộng hơn hay đang trả nợ mua một chiếc xe sang nào đó. Bố thầm nghĩ, tại sao một con chuột đào một cái lỗ một đêm nhưng có thể sống cả đời trong đó, hay con chim làm tổ 2-3 ngày rồi sống vài thế hệ trên đó, nhưng thông minh như loài người lại phải đánh đổi 15 năm hay thậm chí nhiều hơn như thế chỉ để có một căn nhà để ở. Chắc con gái thông minh của bố cũng đã hiểu có điều gì đó vô lý ở đây và đừng trách bố nhiều con nhé. Bố mua căn hộ nhỏ cho các con học trường công hay con phải đi về quê trên chiếc ô tô tàu rẻ tiền cũng chỉ vì bố mẹ muốn tiết kiệm nhiều nhất để gia đình mình không phải gánh món nợ 10 năm hay 15 năm và dành dụng thật nhiều tiền để đầu tư đó con. Con gái dễ thương của bố, bố luôn thấy con thật đẹp với những bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Nếu con khoác lên mình bộ quần áo hàng hiệu hay đeo trên vai chiếc túi thời thượng thì bố chắc rằng con đang cực kỳ vất vả để chạy theo mốt và mong chờ những lời tán thưởng của đám đông ngoài kia. Nhưng con yêu à, cắt bụi cuối cùng rồi cũng phải về với cắt bụi, nên con sống sao cho đơn giản và thoải mái là được. Nếu ai đó cười con thì đó là lỗi của họ chứ không phải là lỗi của con đâu, vì con đâu có thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Cuộc sống của con sẽ tốt hơn nếu con chỉ mua cái mình cần chứ không phải mua cái mình thích. Đó cũng là cách mà bố chi tiêu và tiết kiệm đó con. Tiếp đến bố sẽ nói với con là bố đã đầu tư như thế nào. Chắc hẳn con đã biết, người giàu là người mua tài sản, còn người nghèo là người mua tiêu sản, như lời thầy Robert Kiyosaki chỉ dạy. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố đã ấp ủ mua những tài sản đầu tiên cho mình. Tại sao vẽ một con chó cần bản phác thảo nhưng sao sống cả đời mà lại không cần có một bản kế hoạch? Năm 2014, sau khi bố mua được căn hộ đầu tiên, bố đã lên mục tiêu mua đủ 20 lô đất các khu vực khác nhau trước tháng 12 năm 2023. Từ năm 2025 trở đi, cứ 2 năm, bố sẽ bán một lô lấy tiền mua gạo và trả chi phí sinh hoạt gia đình con ạ. Mục tiêu đơn giản nhưng rõ ràng nên giúp bố cơ bản đã hoàn thành được kế hoạch tích sản đất. May mắn hơn, vào cuối năm 2020, bố được chú Xuân giới thiệu về thầy Phục, về phương pháp tích sản cổ phiếu. Bố thấy thực sự hứng thú với phương pháp đầu tư đơn giản mà cực kỳ hiệu quả này. Và khi đã thấm nhuần phương pháp đầu tư này, ngay lập tức bố mở tài khoản tích sản cổ phiếu và lên kế hoạch tích sản đều đặn đến năm 55 tuổi. Con cứ hình dung rằng
mỗi cổ phiếu như một nhân công cần mẫn làm việc cho con và đem tiền về cho con hàng tháng, hàng năm. Chẳng phải tuyệt vời làm sao nếu con có hàng trăm, hàng triệu công nhân như vậy. Với phép màu lãi kép, chúng sẽ tự sinh sôi nảy nở cho con càng nhiều tiền hơn nữa. Tuy phương pháp này cực kỳ dễ dàng và hiệu quả gấp 3, gấp 4 lần tiền lãi gửi ngân hàng, nhưng lại khiến nhiều người buồn chán vì ai cũng muốn giàu nhanh con ạ. Kết quả là 90% các nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ vì ở thời kỳ nào cũng vậy, lòng tham và sự sợ hãi luôn tồn tại để đánh gục những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn và thiếu tính kỷ luật. Con gái yêu ạ, khi con quyết định đầu tư một mảnh đất hay một mã cổ phiếu nào đó, nếu có một người chê cười con thì con có thể suy nghĩ lại. Chứ nếu 10 người hay 100 người chê cười con thì bố tin chắc rằng con đã lựa chọn được một tài sản tốt, vì đám đông là đại diện cho người nghèo mà con. Và tất nhiên rồi, tích sản thì cần phải sống lâu con ạ, mà sống lâu thì con cần phải tập thể dục đều đặn. Con có thể thuê bất kỳ ai làm việc cho mình, nhưng con không thể thuê người khác giúp con tập thể dục cho con được. Ngay khi đọc hết lá thư này, bố chắc rằng con sẽ bắt đầu lên kế hoạch và đặt mục tiêu tích sản cho chính bản thân mình. Nếu con làm được như vậy, bố mẹ sẽ rất tự hào với con. Hãy chờ lá thư tiếp theo của bố vào tháng 9 năm 2038. Bố tóc xù, Mai Văn Thủy. Đó là bức thư, cũng là bài chia sẻ của anh Mai Văn Thủy, thành viên cộng đồng tích sản cổ phiếu của AZFIN Việt Nam mới đây. Khi đọc được bức thư này trên cộng đồng, tôi vô cùng xúc động và cảm thấy cô con gái của anh ấy thật may mắn. Cô con gái bé bỏng của anh không chỉ nhận được tình yêu thương từ người cha mà còn có cả sự giáo dục về một vấn đề rất quan trọng với cuộc đời cô bé, đó là giáo dục về tiền bạc. Những bài học về tiền mà anh gửi đến con không phải là những thứ khô khan về những con số như nhiều người vẫn liên tưởng khi nói đến chủ đề này. Anh dạy con qua những bài học cuộc sống thực tế như người bạn của bố tốt nghiệp loại ưu, đi làm với mức lương cao mơ ước, thế nhưng lại đằng đẵng kéo theo khoản nợ vì những tài sản tiêu dùng. Qua câu chuyện của người bạn, của chính bản thân mình, anh gửi đến con những bài học cơ bản trong quản lý tài chính như biết trì hoãn mong muốn ở hiện tại để đầu tư cho tương lai được vững vàng hơn. Sống đúng với giá trị bản thân, không chạy theo những thứ hào nhoáng bề ngoài, chỉ mua những thứ mình cần, không mua những thứ mình thích. Cần biết lên kế hoạch tài chính nói riêng và cho cuộc sống nói chung. Anh truyền cảm hứng cho con bằng chính hành động và sự thành công của bản thân khi có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đầu tư và có những thành tựu tài chính nhất định. Quan trọng hơn hết là anh muốn con biết tới phương pháp đầu tư mà anh rất tâm đắc, đó là tích sản cổ phiếu. Giúp con không hướng đến việc làm giàu nhanh, bởi với kinh nghiệm của người cha, anh hiểu rằng nó sẽ không bền vững. Anh hướng con đến việc làm giàu chậm, nhưng không phải đến già con mới giàu nếu như con biết tích lũy và đầu tư từ sớm. Và để hưởng quả ngọt từ lãi kép đầu tư, anh không quên dặn con phải biết rèn luyện và giữ gìn sức khỏe. Anh chị và các bạn thân mến, anh Mai Văn Thủy là một trong rất nhiều phụ huynh trong cộng đồng tích sản cổ phiếu đang âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên khi xây dựng nền móng thịnh vượng tài chính cho con sau này. Có những người cha, người mẹ hay thậm chí các ông bà đã tích sản cho con cháu khi đứa bé còn trong bụng mẹ hay khi con cháu của họ mới được vài tháng tuổi. Những em bé may mắn này, với sự chuẩn bị cả về tài chính và sự giáo dục từ những vị phụ huynh thông thái, chúng tôi tin chắc rằng tương lai của các con sẽ vững vàng và sáng lạn hơn rất nhiều.